Vâng, hôm nay là Boombox Audio muốn giới thiệu tới toàn thể anh chị em một combo phối ghép mà phải nói là rất hay trong cái tầm giá, rất phù hợp cho những cái phòng từ 25 mét vuông đổ về. Trước mặt anh chị em đó là một combo gồm có đôi loa của anh, sản xuất tại Anh, model là kép Q35 và một âm ly Marantz của Nhật, model là PM 8003. Và tiếp theo nữa đó là đầu đọc CD Soly X3.3 ES trong cái tầm giá 16 triệu một một combo này thì em phải phải thừa nhận rằng nó là rất là hay. Dòng kép Q35 của anh, hàng này hàng anh xịn, sử dụng công nghệ loa đồng trục UQ danh tiếng của hãng. Chất âm thì anh em cũng được biết rồi, rất là chi tiết, mềm mại, ngọt ngào. Bass rất là tốt, bass xuống rất là sâu. Đặc biệt thông số kỹ thuật của loa thì rất là ấn tượng, với trở kháng là 8 ohm, độ nhạy 90 dB, em xin lỗi, 91 dB, công suất từ 10 đến 100W. Cặp loa cao 75 cm, có chiều ngang là 21 cm và sâu là 28 cm, nhưng khá là nặng, hơn 20 cân một cặp. Âm ly Marantz PM8003 thì chất âm phải nói là rất là ấn tượng, với công suất ghép loa 4 ohm lên tới 100W một kênh, 8 ohm ra 70W một kênh. Dòng model đời cao PM8003 sử dụng nguồn xuyến, hàng này thì hàng sản xuất tại nội địa anh chị em nhé, xuất hàng thị trường châu Âu nên là điện là 230V. Và tới nữa là đầu đọc Soly X3.3 ES. Với cái đầu đọc Soly này thì anh chị em xem mắt rất là trâu bò, buông tay là nhận. Đây thì ở đây thì em sẽ giới thiệu sơ qua về tổng thể hình thức cho anh chị em. Một combo như này, phối ghép mà hoàn hảo này có giá là 16 triệu. Âm ly là 8 triệu, loa và CD 8 triệu, cộng lại 16 triệu. Anh em xem, rất là đẹp. Âm ly thì cũng đánh được loa A, B và đánh liền một lúc hai cặp A và B. Đấy, anh chị em xem cũng có đầy đủ các cái chỉnh bát tép, có nghe nhạc direct, ngõ vào cũng rất là nhiều cổng vào cho em chơi, follow, CD, tuner, AUX. Bên này bên phím chuyển làn này. Đấy. Đấy. Còn bên này bên volume, loa đây, đồng trục, này trung âm thì tuyệt vời, vỏ màu màu lâu, màu hạt rẻ. Sản xuất tại Trung Quốc của anh. Âm ly cặp loa cũng có thể đánh được Biroi này, rất là hay và ấn tượng anh chị em ạ. Anh nghĩ với cái tầm giá 16 triệu cho bộ này thì rất là tuyệt vời. Và để tiếp theo thì em xin mời toàn thể anh chị em chúng ta cùng thưởng thức một đoạn. Âm ly cũng có điều khiển luôn anh chị em nhé. Đây, điều khiển nó đây. Nhớ lúc trước em anh hay nói rằng
trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã ước con tim qua phong thư màu xanh, mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được có bạn. Đời đau nhói khi cay khô thương là xa cạnh, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em, khi ta nay đã rời tay. Màu xanh.